Mây và trời. Chào các bạn, có thể chúng ta đang sống trong một cái hành tinh. Nhiều lúc các bạn thấy nó cực kỳ đơn giản, nhiều lúc các bạn thấy nó cực kỳ phức tạp, nhiều lúc các bạn thấy nó không là gì cả, nhiều lúc các bạn thấy nó thật là tuyệt vời, nhiều lúc đôi bạn thấy rằng thế giới này thật là chán ngắt đúng không nào, nhiều lúc các bạn thấy cái hành tinh này đó chính là một cái sự kỳ diệu. Thì mỗi người sẽ có những cái góc nhìn khác nhau về cái thế giới này, và cái bầu trời và mây này cũng tương tự vậy. Và những cái chùm mây này thì đó là những sự kết tinh của nhiều cái sự vật và những cái tinh thể để nó góp nhặt lại thành những cái đám mây như trên. Và bầu trời cũng không phải là một thứ gì ngoại lệ. Thì bầu trời chính là một trong những phần nó giúp chúng ta có được một cái sự an toàn trong cái hành tinh này để chúng ta cùng nhau tu tập ha. Thì các bạn có thể thấy xung quanh đó là những cái tảng mây mà đôi khi chúng ta bận rộn quá và chúng ta ít khi chúng ta ngước đầu, chúng ta nhìn lên trên để chúng ta quan sát và quán chiếu về những cái hình ảnh và những cái nội tại trong thế giới và xung quanh của chúng ta. Bởi vì phần lớn chúng ta ai cũng bận rộn theo những cách này hoặc là cách khác, và vì thế chúng ta không thể nhìn được những chùm mây, những sắc màu tuyệt diệu mà cái thế giới đã mang lại cho chúng ta. Thì đây chính là một cái cơ hội, chính là một dịp để chúng ta nhìn lại những cái kiệt tác từ thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng chúng ta ha. Chúng ta có thể thấy rằng những cái chùm mây ha, nó phất phới, gần như nó ẩn hiện theo nhiều cái sắc thái khác nhau. Chúng ta có thể thấy những cái chùm mây, đôi cái thì cực kỳ lớn, đôi cái thì nó trở nên nhỏ bé, nó không là gì cả. Và đôi cái nó đồng điệu với nhau để tạo nên một cái bức tranh vậy. Và chúng ta có thể thấy rằng ở trên hành tinh chúng ta thì có nhiều cái nghệ nhân rồi, nhiều cái nghệ nhân rất là đặc biệt ở những ngành nghề khác nhau. Và chúng ta thấy rằng cái tạo hóa và cái thiên nhiên này nó tặng chúng ta những cái bức tranh theo những khung sắc, màu sắc, sắc thái, hình dạng khác nhau. Đôi khi chúng ta nhìn cái bức tranh trước mặt coi, đôi khi đó là hình tượng của một chú rồng chẳng hạn, đúng không? Thì thân nó đang to dần về sau, hoặc đôi khi nó đang cuốn tròn trong cái thân thể và hình thái của nó, tạo ra những cái khung cảnh nó khá là tráng lệ và đặc biệt mà chúng ta khó để dùng từ nào mà diễn tả hết được trong cái thế giới vạn vật sinh quan này. Đấy. Và vì thế chúng ta hãy dành một chút thời gian, chúng ta cảm nhận một chút về cái khung cảnh xung quanh. Trời và mây thì ở phía dưới là những cái công việc của những con người chúng ta vẫn đang tiếp tục làm việc để chúng ta duy trì cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất rằng chúng ta cần những cái điều giản đơn hơn, không phải là những cái điều quá dẫn tới thế giới này nó càng ngày sẽ đi xuống hơn, thì đó là một điều không hay đúng không nào. Thì vậy chúng ta hãy ngắm nhìn và cảm nhận để dần chúng ta chuyển mình trong cái thế giới và vạn vật này. Và chúng ta có thể thấy không ạ? Chúng ta đang như bay giữa cái bầu trời không trung bao la ha. Giữa những cái làn mây nhẹ nhàng nó lướt qua và nó mang cho chúng ta những cái sắc thái vô tận vậy. Và chúng ta hòa mình vào trong đó với những cái làn mây trắng xóa. Và con người chúng ta cảm nhận rằng cái thế giới và chúng ta trở thành là một thể vậy các bạn. Và các bạn có biết không, cơ thể chúng ta và những đám mây kia nó đã từng là một, và giờ nó chuyển hóa thành một hình thái khác mà đôi khi chúng ta phân rời đi.
Đó cũng là một điều đặc biệt mà tạo hóa cũng đang nhắc nhở chúng ta, nhưng chúng ta phải cần thời gian chúng ta dành để chúng ta kiểm nghiệm nó và trải nghiệm nó để chúng ta thấy được cái nét đặc sắc xung quanh của cái bầu trời và mây đã gieo tặng cho chúng ta, đúng nào. Rồi, chúng ta hãy dành một chút thời gian chúng ta ngẫm nghĩ và chúng ta ngắm nhìn cái bầu trời xung quanh đó ha. Khi chúng ta nhìn vào bầu trời mây này, chúng ta nhìn thấy những con sông xa xa kia, thì chúng ta thấy một điều đặc biệt rằng ha, những con sông này nó có uốn lượn ha, nó uốn lượn cong queo ha, nó không phải hoàn toàn là thẳng theo một cái đường nào cả, nhưng cái vạn vật nó vậy ha, đôi khi nó thẳng quá cũng không phải là một điều hay lắm, mà đôi khi nó cần phải có sự uốn lượn để có thể hòa mình vào trong cái cuộc sống, mà cuộc đời này đôi khi nó có những sự đặc biệt riêng, đúng nào. Giữa cái bầu trời và mây thì nó sẽ đan xen vào những cái vạn vật xung quanh, đôi khi đó là những cái chùm cây, đám mây, đôi khi đó là những cái làn thực vật, đôi khi đó là những con vật, đôi khi đó là những cái phong cảnh xung quanh hữu tình trong cái cuộc sống của chúng ta, đúng không nào? Thì giữa bầu trời và mây, đôi khi nó có chứa đựng đó là những cái bãi biển rất là rộng lớn, xa xăm, nó hòa quyện vào nhau, mang lại một cái sắc thái, nó cảm giác đôi khi chúng ta sẽ thấy gần gũi và đôi khi chúng ta sẽ thấy có sự xa cách, bởi vì thực tế là chúng ta đang xa cách với chính mình và chúng ta cảm nhận rằng mọi sự việc nó xa cách với chúng ta. Giữa cái làn nước xanh tươi á, thì chúng ta được thả lòng mình và nhẹ nhàng với nó để chúng ta ngắm nhìn những cái làn mây. Đồng thời vào đó chúng ta sẽ cùng bay lượn vào không trung để chúng ta ngắm nhìn những cái khoảng không nó mờ ở những lúc hoàng hôn hay những lúc chiều tà. Thì những lúc này nó mang cho chúng ta những cái cảm xúc khó tả, nhưng nó mang lại những cái không gian như là một sự tươi mới của một sự bắt đầu vậy. Thì bình minh hay là hoàng hôn nó cũng dạy cho chúng ta một điều, đó chính là khi bắt đầu một ngày hay là một sự việc thì nó luôn luôn có những cái sự mờ mờ như vậy, nhưng sau những cái sự mờ mờ đấy, đó chính là một cái sự rõ ràng ha, một sự rõ ràng. Mà khi chúng ta có cái thế giới quan nó rộng lớn hơn, chúng ta sẽ nhìn được cao hơn và từ đó chúng ta sẽ quan sát được nhiều cái sự việc hơn, và cũng như đám mây vậy, chúng ta nhẹ nhàng chúng ta sẽ bay càng cao và chúng ta sẽ lướt nhanh hơn. Vào những lúc khi chúng ta cao lên để chúng ta ngước nhìn bầu trời, chúng ta thấy không ạ? Những cái đám mây nó nhẹ nhàng từng khối một. Nó không có một cái hình thù nào cố định cả. Đôi khi tôi cũng thấy được cái bài học ở đây. Đôi khi mình gò bó ở một cái sắc thái cố định, tạo nên như là một cái nhà tù riêng cho chính mình vậy. Và vì thế, cần phải cởi lòng ra nhiều hơn để chúng ta nhìn ngắm thế giới này. Bởi vì đôi khi chúng ta nhìn thế giới với những cái hình thái bắt buộc làm cho chúng ta nhìn thế giới quan nó không thực sự rộng theo cái cách của nó thực phải là. Đó, các bạn thấy không? Có cái chùm mây nào nó giống nhau hoàn toàn không? Hay nó là mây nhưng mà nó giữ những sắc thái riêng của nó, đúng nào. Xa xa chúng ta có thể thấy đó là một cái chóp núi ha. Thì một chóp núi xa xa cũng giống như những con người vậy. Họ càng cao lên, đón mình lên ở một vị trí thật cao
thì họ sẽ ngắm nhìn được những khung cảnh mà những người ở dưới không chịu phát triển, khó mà thấy được. Đúng không nào? Và điều đó cũng dạy cho chúng ta về cái thế giới quan nhân sinh. Hãy phát triển và cải thiện cái giác quan của chính mình để chúng ta có được những góc nhìn rộng lớn hơn về vạn vật và mọi sự sinh quan đang diễn ra trong thế giới chúng ta. Bởi vì thế giới chúng ta không hề có một sự giới hạn nào cả. Mọi sự việc đều có sự liên đới với nhau để tồn tại và cùng phát triển. Vào những giây phút cuối cùng, thì tụi mình hy vọng rằng các bạn sẽ chiêm nghiệm được những bài học quý giá sau khi các bạn xem qua video trên. Lời cảm ơn chân thành từ chúng tôi. Thành Sandy.